Hello, lại là tôi đây. Nếu các bạn đang hỏi tại sao lại có hai video chỉ trong vòng 3 ngày, thì là do tôi phải chạy deadline vì video này được Orico gửi sản phẩm để review. Vậy sản phẩm đó là gì? Thì đây chính là một ổ SSD 2,5 inch mà Orico đã gửi cho tôi, được đóng gói trong một chiếc hộp khá nhỏ gọn. Trong hộp bao gồm một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đọc. Và nhân vật chính của chúng ta sẽ là chiếc SSD Orico i20 phiên bản 1TB này. Nó sử dụng chuẩn kết nối SATA 3, có tốc độ đọc ghi lần lượt lên tới 500 và 480 MB trên giây. Khi tôi kiểm tra thử bằng ứng dụng CrystalMark thì thông số tôi nghĩ cũng khá giống với thực tế. Thực ra còn nhỉnh hơn chút là tầm trên 500 MB trên giây. Khi đọc và viết tuần tự, độ bền phiên bản 1TB này sẽ là 300 TB viết. Nói chung chất lượng cũng tương tự như các hãng SSD Trung Quốc khác. Orico thì tôi cũng đã tìm hiểu trước khi nhận lời. Họ là một công ty Trung Quốc khá uy tín, làm trong lĩnh vực lưu trữ và phụ kiện lưu trữ, bán các phụ kiện với giá hợp lý. Đánh giá người dùng cũng khá tích cực, 4,9 sao với 31.000 lượt đánh giá. Nếu các bạn thấy hứng thú thì tôi sẽ để link ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo thêm. Và cảm ơn Orico đã gửi sản phẩm này để tôi có thể sử dụng trong mấy bài test của tôi. Giới thiệu vậy là đủ rồi, giờ thì chúng ta cùng vào trả lời câu hỏi của video. Liệu một chiếc SSD có cho chúng ta nhiều FPS hơn so với một chiếc HDD được không? Để nói trước cái nào nhanh hơn cái nào, thì chắc chắn SSD sẽ luôn nhanh hơn và mượt hơn một chiếc HDD. Không có gì phải bàn cãi ở đây cả. Nếu các bạn có thể mua SSD thì không có lý do gì mà phải dùng HDD cả. Nhưng vấn đề ở đây là không phải ai cũng đủ tiền để mua SSD dung lượng cao, nhất là khi giá SSD đầu năm nay đã tăng lên so với lúc tôi mua khá nhiều. So sánh về giá thì một chiếc HDD 1TB cũ vẫn còn tốt sẽ chỉ tầm 400k, trong khi một chiếc SSD có cùng dung lượng sẽ gấp khoảng 2 đến 3 lần con số đó. Thậm chí hàng cũ còn hiếm hơn HDD nhiều. Vậy số tiền bỏ ra thêm có đáng hay không? Chúng ta hãy cùng vào luôn phần test để xem sao. Trước hết tôi sẽ nói tới cấu hình test. Tôi sẽ sử dụng con máy chính của tôi vừa mới nâng cấp CPU trong video trước để có SATA 3 và cấu hình cao nhất có thể cho công bằng. CPU Ryzen 5600 chạy trên main Asus B350, 3 thanh 8GB DDR4 bus 2666 cho chúng ta tổng cộng là 24GB, và chiếc Vega là Asus RX 6600 V2, nguồn 650W công suất thực. Bên phía SSD tôi sử dụng ổ Orico 1TB, còn bên HDD thì tôi dùng ổ WD 1TB 7200 vòng trên phút. Cả hai ổ sẽ đều phải chạy Win 10 64bit và chỉ cài toàn mỗi game cho hoàn toàn công bằng. Đầu tiên sẽ là thời gian khởi động máy sau khi tôi đã tắt hẳn Windows. Và kết quả thì không mấy ngạc nhiên, chiếc SSD đã cho chiếc HDD hít khói khi thời gian boot chỉ có mỗi 16 giây so với tận 1 phút 23 giây của chiếc HDD. Phải gọi là một trời một vực. Vào Windows rồi thì tôi có chạy lại Crystal Disk Mark 8 để so sánh. Kết quả các bạn có thể thấy với X2, X3 giá, bạn sẽ có X2, X3 tốc độ đọc ghi. Nhất là ở phần đọc ghi ngẫu nhiên thì một chiếc SSD sẽ hoàn toàn hủy diệt một chiếc HDD bình thường. Vì vậy mà tôi thấy việc mở nhiều ứng dụng cùng một lúc rất là thoải mái đối với một chiếc SSD. Tới việc load một tựa game thì ở đây tôi có Cyberpunk 2077 để làm ví dụ. Thì cũng y hệt như khi boot vào Win, tốc độ load game của một chiếc SSD là cực kỳ nhanh, 13 giây so với 36 giây của chiếc HDD. Nhưng đối với các tựa game offline như Cyberpunk 2077, việc load game chậm mỗi 20 đến 30 giây sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, trừ khi bạn không có kiên nhẫn. Thứ mà thời gian load game sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn là khi chơi các tựa game online PvP mà phải load rất nhiều. Ví dụ điển hình ở đây chính là Valorant. Nếu chơi bằng SSD, tôi có thể vào trận trước khi hết warm up. Tuy nhiên, sang với HDD, thời gian load của nó lại khiến tôi phải vào muộn hơn vài phút, do đó không thể warm up và có thể làm cho kẻ địch được hưởng lợi nhiều hơn bạn. Và thậm chí bạn có thể mất một round đầu khi bắn compare. Vậy, nếu so sánh thời gian load, một chiếc SSD sẽ luôn luôn nhanh hơn một chiếc HDD nhiều lần. Giờ chúng ta sẽ đến phần chính là so sánh về FPS, xem liệu chiếc SSD có cho ra được nhiều khung hình hơn không. Đầu tiên đến với WoWa phiên bản 1.1, một tựa game thế giới mở ở mức đồ họa cao nhất, tắt mỗi FSR và vi sinh, độ phân giải 1080p. Chúng ta có thể nhìn thấy qua biểu đồ thì dường như FPS trung bình khi chạy với SSD và HDD không khác nhau là mấy. Trong khi tôi đang chạy đi khám phá thế giới và combat liên tục đều gần mức cao nhất mà game có thể chạy được là 60fps. Nhưng điều khác biệt lớn nhất đó chính là ở 1% thấp nhất. Trong khi chiếc SSD ở mức 28fps thì dường như chiếc HDD sẽ giật lag hơn khi có mức 1% là 16. Và tôi có thể cảm thấy một vài lúc, nhất là lúc vừa vào game thì HDD sẽ giật hơn một chút.
Một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất cần rất nhiều FPS, đó chính là CS2, với mức đồ họa rất cao, độ phân giải 1080p trong một trận tử chiến đấu với boss map Dust 2. Bởi vì một lý do nào đó Vác không cho tôi chơi với người. Mặc dù tôi đã verify lại game rồi, thì các bạn nên biết, vì tôi chạy lung tung khắp mọi chỗ trong map nên kết quả có thể hơn kém nhau hơn bình thường. Cho nên tôi có thể khá chắc chắn FPS trung bình mà cả hai cho ra là gần tương tự nhau, chỉ cách nhau tầm 7 FPS không quá nhiều. Khung hình cao nhất tuy hơn tận 30 FPS nhưng nó chỉ trong một khoảnh khắc nên không nói lên được nhiều. Thứ rõ nhất ở đây vẫn chính là 1% thấp nhất khi mà nó được cải thiện từ 83 lên 104. Nói thật thì nếu không có số liệu, tôi cũng không biết HDD với SSD khác nhau chỗ nào. Vì với 1% thấp nhất là 83, game chạy hoàn toàn mượt, không bị đứng hình hay gì cả. Tới Battlefield 1, mức đồ họa Ultra, DX11 vẫn 1080p. Game chỉ cho FPS cao nhất là 200 nên max cũng chỉ có 200 mà thôi. Thì kịch bản cũng như CS2, mức FPS trung bình cho ra là y hệt nhau và chỉ khác nhau ở mỗi 1% thấp nhất. Nhưng sự khác biệt này cũng không quá đáng kể khi game vẫn chơi được rất mượt trong lúc sử dụng HDD, trừ phần thời gian load ra. Cuối cùng đến với Cyberpunk, với mức setting Ultra, độ phân giải 1080p. Trong bài test này tôi đã chạy xe một vòng quanh thành phố để hai chiếc ổ của chúng ta sẽ phải tải khung cảnh càng nhanh càng tốt. Lần này, tôi đã nghĩ chiếc HDD sẽ chắc chắn lag hơn nhiều so với một chiếc SSD. Nhưng nó đã chứng minh tôi sai, thậm chí nó còn đi ngược lại với kỳ vọng của tôi khi sự khác biệt là không hề có. Thực ra là có, nhưng mà nó cực kỳ ít, chỉ tầm 3 FPS ở 1% thấp nhất. Vì vậy, trải nghiệm của tôi qua hai lần chạy là như nhau, ngoại trừ việc load game ra. Vậy qua các bài test trên, chúng ta có thể thấy rằng nếu nói đến việc sử dụng Windows hàng ngày hay những việc liên quan tới thời gian load thì một chiếc SSD sẽ nhanh hơn và mượt hơn một chiếc HDD rất nhiều lần, nhất là khi ứng dụng có thể sử dụng tối đa tốc độ của một chiếc ổ cứng. Còn đối với các tựa game, nếu game đã load phần lớn vào trong RAM rồi và trong lúc chơi không cần load quá nhiều thì FPS trung bình của toàn bộ lúc chơi sẽ không bị ảnh hưởng, kể cả khi sử dụng SSD hay HDD. Tuy nhiên, 1% FPS của HDD chắc chắn sẽ thấp hơn SSD và có thể vẫn sẽ có một vài lúc việc giật lag xảy ra, nhưng chắc chắn không phải ở tất cả các game mà chỉ ở các game cần tải nhiều từ ổ cứng trong khi đang chơi mà thôi. Vì vậy, nếu các bạn nào ít tiền nhưng có tính kiên trì cao, bạn vẫn có thể mua SSD dung lượng thấp lưu trữ Windows, còn lại thì sử dụng HDD để lưu trữ một vài tựa game. Và đó là tất cả cảm nghĩ của tôi sau khi so sánh SSD và HDD. Một lần nữa cảm ơn Orico đã gửi SSD cho tôi test. Vậy còn các bạn thì sao? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.